Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho rừng phòng hộ Thủy Nguyên, tăng nguy cơ cháy rừng cao do thảm thực vật khô. Các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, góp phần cho môi trường được xanh, sạch, bảo đảm an toàn, sức khỏe. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp vừa diễn ra buổi triển lãm giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp thành phố, môi trường đầu tư kinh doanh, quy hoạch và định hướng phát triển của Hải Phòng, chiến lược mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo dư địa thu hút đầu tư FDI có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Đây là hoạt động bên lề hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp FDI năm 2024 với chủ đề Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố Hải Phòng do Thường trực Thành ủy tổ chức. Hơn 350 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mời tham dự hội nghị, trong đó có nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới. Các nhà đầu tư bày tỏ ấn tượng trước chiến lược thu hút đầu tư bài bản, trọng tâm của Hải Phòng. Triển lãm diễn ra trong suốt quá trình hội nghị đã thu hút đông đảo đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, đồng thời cũng là cơ hội kết nối đầu tư kinh doanh hiệu quả. Toàn thành phố hiện có 985 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 31 tỷ đô la Mỹ. Bão số 3 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho phần lớn diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Mặc dù thời tiết đã dần ổn định, nhưng nguy cơ cháy rừng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với các khu rừng tại địa phương. Theo thống kê, bão số 3 gây thiệt hại đến phần lớn diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Với hơn 900 ha rừng đồi núi và khoảng 350 ha rừng ngập mặn, thì có đến 50% diện tích rừng bị gãy cành, ngọn, gãy ngang thân, đổ gốc, tạo nên thảm thực vật khô, khiến nguy cơ cháy rừng tăng mạnh. Theo chúng tôi đánh giá là cái nguy cơ cháy rừng là rất là cao. Thì hạt kiểm lâm liên huyện chúng tôi cũng cử anh em xuống các cái địa bàn cấp xã mà có diện tích rừng đồi núi. Thứ nhất là tham mưu chính quyền địa phương để thực hiện công tác phòng cháy cháy rừng như là thông báo trên loa, cảnh báo bằng các cái biện pháp như là cái cấp dự báo cháy rừng và các cái tuyên truyền bằng nhiều hình thức để làm sao đó người dân cũng nắm bắt được cái công tác phòng cháy cháy rừng và cái nguy hiểm của cái cháy rừng xảy ra. Theo quyết định phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, địa phương có gần 1.400 ha rừng, trong đó diện tích đủ tiêu chí thành rừng là hơn 1.300 ha, tổng diện tích chưa đủ tiêu chí là hơn 18 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 5,07%. Thống kê trung bình mỗi năm có hàng chục vụ cháy rừng xảy ra, tuy nhiên những năm gần đây số vụ cháy rừng giảm dần. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra dưới 10 vụ cháy rừng nhỏ. Thời điểm này, khi mùa khô hanh đang cận kề, với quyết tâm của chính quyền các cấp cùng các ngành đơn vị liên quan, thì rất cần ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cùng chung tay có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên rừng và an toàn cho cộng đồng. Việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, báo cáo kịp thời các hiện tượng bất thường và có ý thức cảnh giác là những yếu tố quyết định giúp ngăn chặn các vụ cháy rừng có thể xảy ra. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tiếp nối thành công đạt được. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện thành phố đang thẩm tra mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với 4 huyện là Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng, Kiến Thụy, hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới đối với huyện Bạch Long Vĩ. Đến nay, toàn thành phố có 89 trong tổng số 137 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 54 trong tổng số 137 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đang thẩm định để công nhận 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện An Lão, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu nông thôn mới nâng cao của huyện An Dương, tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ để công nhận đối với 40 xã nông thôn mới nâng cao, 31 xã nông thôn mới kiểu mẫu còn lại trong năm 2024. Đối với 35 xã thực hiện từ năm 2023, đã triển khai thi công 779 trong tổng số 789 công trình, khối lượng thi công trung bình ước đạt 85%. Đối với 45 xã thực hiện từ năm 2024, 13 xã tại huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thực hiện khởi công các công trình. 32 xã thuộc các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy thì có 21 xã đang xin ý kiến các sở ngành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 11 xã đang lựa chọn đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Hiến máu nhân đạo là một hành động thiết thực và giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Một giọt máu hồng cho đi không chỉ là sự chia sẻ quý báu, mà còn là niềm hy vọng được trao gửi tới những bệnh nhân đang cần được cứu chữa, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều cuộc đời. Sáng ngày 6 tháng 10, tại sảnh Cánh Buồm, tầng 1, siêu thị Ion Mall Hải Phòng,
diễn ra hoạt động thiện nguyện hiến máu nhân đạo do Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Câu lạc bộ Hội thầy thuốc trẻ và Câu lạc bộ tình nguyện hiến máu Hoa Phượng của thành phố tổ chức. Ngày hội đã thu hút được hơn 200 người tham gia, quyên góp được nhiều đơn vị máu, giúp đỡ cho các bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hoạt động diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ trưa và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 cùng ngày. Từ thời sinh viên thì em đã đi hiến máu rồi, nhưng mà đây chắc khoảng là lần thứ 6 nào, 6. Thì hiến máu thì tốt cho mình, tốt cho tất cả mọi người, mình giúp đỡ mọi người thì sau này mình có vấn đề gì hay tai nạn gì thì cộng đồng thì họ sẽ hỗ trợ lại mình thôi. Hiến máu nhân đạo không chỉ góp phần hỗ trợ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, sống vì một cộng đồng hạnh phúc, chung tay để mỗi giọt máu hồng trao đi là một tia hy vọng cho một cuộc đời mới trở lại. Thời gian qua, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đang tích cực vào cuộc nhằm thực hiện hiệu quả luật bảo vệ môi trường và nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050, ghi nhận tại huyện Kiến Thụy. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy triển khai việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đặc biệt là việc nhân rộng các mô hình phân loại hiệu quả trên địa bàn các xã thị trấn đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình tại thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, ngay sau khi triển khai được hơn một tháng, lượng rác vận chuyển để xử lý tại bãi rác tập trung đã giảm 60% khối rác so với thời điểm trước đó. Ở nhà thì tôi phân rác thải thì tinh những rau quả tôi vứt cho vườn. Còn thì túi bóng thì cho túi vứt cho thùng rác. Làm như thế để bảo vệ môi trường sạch sẽ cho dân, ai cũng muốn làm theo. Trên địa bàn xã Hữu Bằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng môi trường đô thị Kiến Thụy là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom rác tại các hộ gia đình, tập trung tại ga rác tạm để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng đến lấy, vận chuyển và xử lý. Như ga rác tạm này đang được đặt ở vị trí xa khu dân cư, gần đường gom cao tốc, ít người qua lại nên đảm bảo về vệ sinh môi trường. Gần đây, công ty đã đầu tư xe thu gom rác hai ngăn để thu gom rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Đối với các ga rác sau khi được xây dựng thì đóng góp một ý nghĩa vai trò rất quan trọng. Đây là những cái điểm mà chúng tôi xác định là cái điểm thu gom cũng như là điểm phân loại rác thải cuối cùng đối với các trường hợp sau khi hộ gia đình cá nhân phân loại chưa triệt để. Thì đây cũng là cơ sở để chúng tôi bố trí quỹ đất để phân loại rác thải triệt để thu gom vận chuyển về bãi rác xử lý tập trung của Ủy ban thành phố theo đúng chỉ đạo Ủy ban thành phố. Đến nay trên địa bàn huyện có 524 xe đẩy tay thu gom rác, 83 tủ thu gom, 23 trên 23 bãi rác tạm đã san lấp, xử lý cơ bản đảm bảo hợp vệ sinh và có 50 điểm tập kết ga rác tạm. Hiện có trên 70% hộ dân tham gia tích cực trong công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn. Để tăng hiệu quả việc thu gom, xử lý chất thải rắn tại nguồn cũng như thực hiện hiệu quả kế hoạch số 260, nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành nghị quyết số 326 về quyết định chủ trương đầu tư công trình, xây dựng công trình xử lý môi trường, tập kết chất thải rắn tại 3 xã Hữu Bằng, Kiến Quốc, Tú Sơn. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2.000 m2. Qua đây, thể hiện tinh thần cũng như quyết tâm cao của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện cùng chung tay với thành phố Hải Phòng nỗ lực đến năm 2025, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Những cơn gió nhẹ mang theo không khí mát mẻ dễ chịu của tiết trời thu bao trùm lên toàn thành phố cảng. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với khung cảnh bình yên trên một góc phố nhỏ với những món đồ ăn đặc trưng của mùa thu Hải Phòng. Chợt gió là
trà cúc là một đồ uống mà rất là thanh mát. Cái thời tiết thu này nó rất là đẹp, và thường vào thứ bảy chủ nhật thì người ta sẽ thường dành ra 2-3 tiếng để ngồi nói chuyện cà phê với nhau. Đầu tiên khi mình uống ấy, thì nó sẽ hơi chát một chút do là cái hoa cúc nó chát. Sau đó là mình uống một lúc sau thì mình thấy nó ngọt, bởi đây ở đây là có cái cam thảo này và có long nhãn và có táo đỏ đó. Thứ hai là khi mà mình chọn cái đồ uống rồi nó chát rồi thì mình cần ăn một cái gì đấy nó nhâm nhi ấy. Thì cái hạt dẻ là cái mà nó thơm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Hải Phòng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.